xong. Ui giời. Tam thất đã xay xong rồi các bác nha. Bột tam thất đây. Tất cả các bác, hôm nay tôi ở cửa hàng, chủ nhật mà, có thằng cu con đang ra chơi bố nữa. Hai bố con hôm nay sẽ làm một cái món gọi là gà tần tam thất. Bởi vì suốt thời gian vừa rồi tôi đi rừng, đi suối, ăn uống, các bác quay cá mú các bác cũng chán rồi đúng không? Đây, gà đây. Hôm nay chúng ta làm cái món gà tần tam thất nhá. Bởi vì cái món này nó rất là bổ dưỡng nhưng không phải lúc nào đi rừng cũng làm được đâu. Thế còn tam thất thì đây, tôi có tam thất củ này, đã xay thành bột. Xay thành bột như này thì để ở đây đã nha các bác nha. Để đây xong chúng ta bắt đầu chúng ta với từng bước tôi hướng dẫn các bác làm cái món này. Gà tần tam thất ấy là cái món cực kỳ bổ dưỡng dành cho những người già này, ốm đau, hoặc là đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ sau khi sinh ấy, rất là tốt. Thì tôi chỉ có một cái khuyến cáo các bác là đối với cái tam thất này, tuyệt đối các chị em phụ nữ nhé, trong thời kỳ mang thai không được phép dùng. Tuyệt đối không được phép dùng cái tam, bất cứ sản phẩm gì từ tam thất trong quá trình mình đang mang bầu nhé. Sau khi sinh xong rồi thì lại dùng cái tam thất này là rất bổ cho sức khỏe. Các cụ già cũng thế, người già yếu hoặc các bác anh chị em đau ốm mà sau thời gian đau ốm ta sử dụng cái sản phẩm tam thất với các cái món ăn ngon ấy thì rất có lợi sức khỏe. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái món này cho các bác nhá. Nào, bây giờ để chuẩn bị cho cái món gà tần tam thất thì cần là khá nhiều thứ. Đầu tiên là các bác cần đến gà. Hôm nay tôi có hai con này, hai con gà là ta đấy các bác, là ta đây. Nó cũng không to lắm đâu, nó chắc khoảng tầm khoảng 4 lạng một con thôi. Bé bé này thì ăn nó mới ngon. Mình lấy hai con gà ta, một con, hai con tùy ý các bác nha. Tôi để đây tí nữa tôi còn phải rửa nữa cơ, chưa xong đâu. Hai con gà này, tam thất. Chắc chắn là anh em phải cần tam thất rồi. Tam thất thì tôi có cả tam thất tươi, tức là cái củ còn nguyên như này này các bác. Đấy, củ tươi nguyên thế này. Đây là củ bé nhá, bởi vì những củ to dành để cung cấp cho các bác hết rồi. Còn tôi làm video toàn phải lấy những cái củ bé bé thế này để làm đấy, khổ thế đấy. Nhà bán mà lại toàn phải dùng đồ nó nó bé. Thì đối với những anh em mà không có cái củ tam thất tươi như này ấy, thì chúng ta dùng cái tam thất khô như này. Đây, tam thất khô như này. Tam thất khô như này nhưng mà phải xay thành bột. Xay thành bột thì các bác xay này nhá. Xay thành bột như này thì chúng ta dùng tỷ lệ khoảng tầm 20g tam thất cho khoảng con gà 7-8 lạng thôi. Nhưng mà mình dùng nhiều thì nó đắng. Đắng thì nó ngon hơn nhưng mà sợ nhiều người không ăn được. Đắng thì tam thất là nó đắng mà các bác. Bao giờ tam thất nó cũng sẽ đắng trước và ngọt sau, khi mình ăn vào miệng nó rất là đắng. Cảm giác đắng thanh thanh còn ngọt đặc trưng của tam thất. Sau đó ta nuốt vào trong cổ họng rồi nó bắt đầu nó cảm giác có cái vị ngọt của cái tam thất đấy. Thì bây giờ đầu tiên này, gà hai con nhỏ nhỏ này, tam thất tôi dùng hai củ này. Tí nữa tôi sẽ kết hợp cả tam thất khô nữa. Cái dùng để tẩm bên trong con gà thì là tôi có cái quả táo đỏ đây, táo đỏ vài quả. Và hôm nay tôi mua luôn một cái gói này cho nó nhanh, có cái gói gọi là để chuyên tẩm tần gà đấy. Có cái y dĩ này, tôi chắc là tí tôi sẽ chỉ lấy mỗi y dĩ thôi. Cái này chắc là tôi cũng bỏ ra, tôi không muốn dùng đâu, lấy mỗi y dĩ thôi. Còn các bác nào thích thì các bác dùng hạt y dĩ, táo đỏ này, y dĩ này. Và thứ hai nữa tôi có một ít gừng đã băm nhỏ và một ít rượu và gừng này để tí chúng ta rửa con gà các bác nhá, rửa con gà cho nó sạch sẽ. Và một ít muối bột canh đấy, súp đấy. Nhiều người bảo cho thêm cái bột nêm vào nhưng tôi nghĩ cho bột nêm vào nó không phù hợp đâu, đừng có cho bột nêm, dùng ta chỉ dùng muối hoặc dùng súp này thôi. Bây giờ ta phải đi rửa sạch con gà nhá các bác nhá. Ok, thằng Giang cầm cái này cho bố. Đâu? Rồi đây. Bây giờ ta phải đi rửa con gà đã. Trước tiên ta hòa cái gừng này này, cái gừng ta giã nhỏ. Giã nhỏ gừng này, bỏ kia cho bố. Cho một ít rượu trắng, rượu nếp, rượu tẻ đều được. Cho vào như này. Chúng ta bắt đầu ta hòa nó lên. Nấu ăn thì các bác đừng có ngại dùng tay nhá. Chúng ta phải dùng tay nó mới chính xác được đấy.
Rồi bây giờ ta hòa cái nước gừng với rượu ra với nhau rồi, ta bắt đầu mới rửa con gà đi. Tráng sạch con gà đi thì nó sẽ sạch sẽ hơn và cảm giác nó sẽ ngon hơn đấy. Đây nha, rửa sạch con gà đi, cả bên trong nữa. Đặc biệt các anh em nhớ là con gà là các anh em phải mổ moi cho tôi nhá. Con gà là phải mổ moi đấy, chứ không phải là mổ phanh con gà ra đâu. Ta mổ moi thôi. Đây con gà rất là ngon, gà ta đấy, kiểu gà di đấy các bác. Ta xếp đây một lúc cho nó ngấm qua một tí. Ngấm qua một tí xong rồi ta mới đầu mới mang đi để ráo nước nhá. Trong thời gian chờ con gà này nó ngấm ấy, tôi đi thái tam thất đấy nhá. Nào, tam thất thái mỏng nó ra, củ như này nhá. Các bác cứ thái nó mỏng lát ra là được. Nó cũng hơi cứng cứng một tí đấy. Đấy, ta thái mỏng miếng như này, nhỏ ra nữa cũng được, bởi vì chút nữa ta sẽ ăn luôn cái tam thất này với lại con gà tần ấy. Đây là tam thất tươi. Rồi, xếp cạnh cái táo đỏ này đi. Cái này thì rễ này giữ nguyên nhá, đừng có vứt rễ đi nhá. Còn tam thất bột thì tôi kết hợp cùng với lại cái tam thất tươi ấy, thì tí nữa tôi sẽ múc ở sau nhá. Bây giờ con gà từ nãy giờ ta để nó ngấm thế này rồi, bỏ ra nha các anh em nha, các bác nha, để nó ráo nước ra. Còn tí gừng nào nó bám bên ngoài cần thiết thì bỏ nó ra luôn nhé. Xong một con này, mình rửa bằng rượu thì nó sẽ đỡ cái mùi tanh của con gà đi các bác ạ. Không nên rửa lại nữa đâu, rửa rượu xong thì mình cứ để nó ráo đi là được, bởi vì trong lúc mình hấp lên thì rượu, cái mùi rượu nó bay hết mà. Đây, vậy là gà đã xong. Tẩm ướp đến giai đoạn bây giờ ta tẩm ướp nhá. Bây giờ chúng ta tẩm ướp ấy thì chúng ta cần bột tam thất này. Nếu mà các bác không có cái tam thất tươi này thì dùng cái bột tam thất. Nếu mà có tam thất tươi thì dùng nguyên tam thất tươi cũng được, còn không có thì chỉ dùng mỗi cái bột tam thất thôi nhá. Giờ tôi sẽ cho cả cái phần tam thất tươi này và cả bột tam thất và mỗi thúc ít ở trong cái bụng con gà. Từ từ nhá, cho vào vài lát ở trong cái bụng nó thôi, xong tí nữa ta cho thêm tí muối nữa là được. Đây ta bỏ vài miếng vào trong cái bụng con gà đã nhá. Rồi, bột tam thất này ta cho khoảng nửa thìa thôi, nhiều quá là đắng thì chống các cháu hay là nhiều cụ ăn chưa quen, ban đầu là các cụ ăn sẽ hơi khó. Ta cho một thìa nửa một ít thôi, mỗi con gà chỉ cần một khoảng một thìa dành cho cả hai con ấy. Nếu bởi vì tôi đã cho cả cái tam thất tươi rồi cái này ta bỏ đây. Đây hạt này người ta cho một ít vào nhá, cho một ít vào trong con gà. Nói chung là anh em nó khéo tay thì làm nó sẽ trộn đều tất cả các thứ xong cho vào trong. Thế nhưng mà nói thật với các bác là quay phim này tôi một mình thì quay xong là lò mọ làm từng tí một này, nó mất thời gian lắm, không làm cẩn thận được, bởi vì là không có người quay phụ. Cu con nhà tôi nó chưa biết quay đâu. Rồi hạt đi dĩ xong rồi, bây giờ đến lượt là táo đỏ. Lấy lượt táo đỏ ta cho trong con gà mỗi con khoảng tầm 3 quả đấy, con này bé bé mà. Rồi táo đỏ 3 quả và con này nữa. Nhẽ ra là phải cho cái súp này trước đấy các bác ạ, nhưng mà thôi bây giờ súp tôi sẽ để bên ngoài. Đây này, muối, bột canh ta cho bên ngoài cũng được, không nhất thiết phải cho bên trong. Cho bên trong nó sẽ ngấm hơn, nhưng mà tôi muốn để cái tam thất bên trong làm nguyên như thế, bởi vì mình ăn cái món này ăn nhạt mà, đâu cần phải mặn lắm đâu, nhạt thôi các bác ạ. Người ốm hay là người ấy, mọi người cũng cần ăn nhạt thôi chứ không cần ăn mặn đâu. Rồi một chút muối thôi nhá, xong rồi bỏ đi, cắt ra đây đã, hoàn chỉnh. Bây giờ còn vài quả táo đỏ tôi sẽ xếp bên ngoài con gà cho nó đẹp.
cái rễ của củ tam thất này, còn một quả táo đỏ nữa này. Ấy, nhìn ăn không cu? Ấy, bài này xếp thế này, xếp thế này, xếp thế này. Rồi, xong xuôi. Tôi tẩm ướt xong hết con gà vào trong cái xong nhỏ cái rồi. Còn cái xong to vừa nãy nước rượu đây, đi rửa cho bố đi. Mang đi đổ xong rồi rửa sạch mang về cho bố nhá. Nhanh tay nhanh chân lên. Sạch chưa? Rồi đặt xuống đây. Đặt xuống đây cho bố. Bê nốt con gà này xuống dưới đất này. Nhẹ tay. Rồi ra nốt, bê nốt cái bếp ga về đây. Cẩn thận. Bếp ga bố nấu hướng nào? Quay ngược lại. Đúng. Sao? Bây giờ đặt cho bố cái nồi to lên, nồi trắng. Xong chưa? Ra múc cho bố một gáo nước trắng vào đây. Sao lại ít thế? Nó chỉ có cốc này. Cốc đấy á, có một cái... Con phải lấy cái cốc, cái gáo to hơn hoặc lấy thêm một cốc nữa cho bố. Ít quá. Rồi, bỏ vào đi. Đổ vào. Thôi. Bây giờ con bê cái nồi kia con đặt vào trong này cho bố. Bỏ cái gáo vào dưới còn vào trong. Đây, từ từ bố nói này. Đây, tôi nói lại một tí về hấp cách thủy này, tôi quay bằng cái máy quay cho nó dễ này. Là các bác hấp cái thủy là các bác cho cái ta cho cái đồ ta cần hấp vào trong một cái bất cứ một cái vật gì, kiểu xoong chảo này, xoong hoặc là cặp lồng ấy, cho tất cả gia vị cái thứ vào đây rồi ta đậy nắp vào thế này, xong đặt vào trong một cái xoong khác lớn hơn và có đổ nước đặt như thế này, nhớ đậy vung cái xoong bên trong, sau đó ta chỉ việc đậy vung cái xoong ngoài lên là tí ta đun nước là nó chín thôi. Đây nha, xong xuôi chưa? Con gà đã xong xuôi hết trong này rồi các bác này. Gà rồi thì tam thất này, muối này, táo đỏ này, hạt ý dĩ tôi cho vào trong hết rồi. Đừng cho nước gì vào trong cái này các bác nhá. Mình không cho nước vào trong cái con gà đâu nhá. Tí nó khắc tự nó chín nó ra nước rồi đấy. Xong. Bật đi. Bịch. Bịch. Ú, ra tắt quạt đi con, tắt quạt đi. Được chưa? Rồi. Để lui ra nó nóng đấy. Các bác chú ý là cái ta làm thế này ấy, lửa lúc đầu thì ta cho nó to một tí cho nó sôi lên. Sôi lên một phát là ta bắt đầu giảm nhỏ lửa nhá, chỉ cháy lưu diêu, cháy bé. Bé thì cái hơi nóng nó dần dần nó làm cái con gà bên trong, con chim ta tần, con gà, con chim hoặc là chim bồ câu ấy, hoặc là cái tim lợn là nó sẽ chín dần đều, thế nó mới gọi là tần các bác ạ, không phải đun ngu cục cho nó sôi nên chín rồi nhá. Thời gian đấy lại cứ sấy các bếp mà quen mồm đấy các bác ạ. Thời gian ta tần này nó rơi vào khoảng tầm 2 tiếng 2 tiếng rưỡi, hoặc là sớm hơn tùy con, ví dụ như con gà nhỏ chắc chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Yeah, phát thế nào. Đấm mạnh như thế nào. Cảm ơn nhá, hôm nay giúp hơi bị nhiều việc. Thời gian chờ đợi cái này là khá là lâu đấy các bác ạ. Ngồi đợi lâu phết đấy. Tí nữa hai con thì mình ăn một con nhỉ. Phần ông một con nhỉ, ông bà một con nhỉ. Con xem nó lửa cháy to không? Có. Có. Xong. Chín rồi. Ui giời. Xong xuôi rồi các bác ơi. Đây. Gà tần đây, để tôi bỏ ra đã nhá.
ra ngay lấy cho bố cái khăn ướt kia đây. Nóng lắm đấy, các bác phải hết sức cẩn thận nha, bỏ ra phải từ từ đấy. Nóng lắm. Ai da, rồi. Cái này bỏ ra kia đi con. Cầm cẩn thận, bỏ ra ngoài kia. Bếp ga này cũng bỏ ra nốt. Đây ạ. Đây. Đây, món gà tần tam thất của chúng ta đã xong. Tôi phải bỏ ra ngoài một tí cho nó nguội đã. Thì các bác có thể nhìn thấy rằng là toàn bộ những cái phần nó có một ít nước ở trong này này là có thể là mỡ gà hoặc là nước của cái ấy nó chảy trong đó, chứ không phải mình tôm đổ thêm nước vào đâu. Con gà tần vẫn còn nguyên cái hình dạng như này các bác nhé. Tôi tần con này là khoảng tầm 2 tiếng, hơn 2 tiếng. Có thể là hơi nhừ một tí, nhiều bác muốn ăn nó không nhừ thì chúng ta có thể tần ngắn hơn. Táo đỏ đây, tam thất đây. Giờ tôi bỏ ra đã nha. Để con to này cho ông nhá. Vâng. Đói chưa? Đói rồi. Con to đấy á. Rồi. Đây các bác nhìn đây. Còn nguyên phần đầu này. Táo đỏ này. Tam thất này. Để đây đã. Ôi con nào to hơn. Còn lại tôi thì tôi dùng ở đây để ăn thử luôn cho các bác xem nhá. Bỏ nó ra đây. Đây. Mềm lắm rồi đấy. Gắp cẩn thận, không có nó nát hết. Ui giời. Nhìn ngon nhỉ. Gà tần tam thất. Táo đỏ. Táo đỏ. Tam thất. Tâm thất. Rồi, bỏ cái này ra kia đi con. Đặt lên trên cái nồi. Nào, ăn đi. Lấy cái bố cái kéo ra, cái kéo đỏ kìa. Đây à? Ừ, ăn đây xem nào. Để tôi thử cắt ra nhá. Mình cắt con gà này ra xem là bên trong nó. Tâm thất này, các bác nhớ là tâm thất mình cho nhiều nó sẽ đắng. Mình cho vừa phải nó sẽ ngọt, nhưng mà khi các bác ăn quen rồi ấy thì lại rất là ngon. Đây này. Ai chả nóng quá. Zoom vào xem nào. Đấy các bác nhìn thấy không? Đây là táo đỏ này. Ui nóng đấy. Tam thất này. Thơm thế. Tí nữa mình vừa ăn cả tam thất lẫn táo đỏ nhá. Đây, tam thất đây. Thử ăn miếng tam thất trước xem nào. Đang này. Ngon mà. Đắng nhưng nó ngọt các bạn. Tâm thất bao giờ cũng phải đắng chứ. Không đắng làm sao gọi là tâm thất được. Bây giờ tôi cắt cái chân này ra trước. Cắt tiếp chân bên này, ui ngon thế. Cắt tiếp cái phần lườn này. Gà non và ngon lắm. Thôi ăn đi. Ăn đi con. Xem có ngon không? Ăn cái nào trước. Thử miếng tâm thất đi xem nào. Này tâm thất thế này, sao không ăn được à? Được. Để các cháu nhiều khi có các cháu chưa quen ăn tâm thất nó sẽ hơi đắng một tí thì ăn thịt. Nhưng khi ăn quen cái tâm thất này rồi thì nó rất là ngon các bạn. Gọi miếng to cho cái đùi đấy, ăn cái đùi đi con. Có đang đắng không? Ừ. Không đắng á? Ăn đi, này cho cái đùi này bỏ cái đấy lại đây. Bỏ đây. Ăn cái đùi đi. Gặm miếng to vào. Ngon nhỉ? Ừ. Mềm chưa? Rồi. Mềm rồi á? Ăn đi. Rồi mời các bác tôi cũng thử làm miếng. Đây. Gà tần tam thất này là thuốc đấy các bác ạ, chứ không phải là món ăn cho no đâu. Là thuốc đấy. Dành cho những người mới ốm dậy này. Sức khỏe kém này. Sao con lại bỏ cái xương này ra đây? Con phải bỏ xuống dưới này chứ. Thế. Lịch sự phải như thế chứ, ăn cơm không bỏ xương lên mâm đâu nhá. Ăn cái gà này là để bổ dưỡng sức khỏe các bác nhá, đặc biệt là các chị em phụ nữ sau sinh ấy, các ông chồng muốn quan tâm chăm sóc vợ xin mời tần cho vợ một nồi chim bồ câu hoặc là gà. Ăn đi con.
Món này là dành cho người gầy yếu. Nhiều bác cứ thấy tôi đi ăn toàn món ngon rồi về nhà làm nhiều món bổ dưỡng nhưng bảo hỏi sao người gầy thế, gầy chứ các bác. Tôi đi nhiều mà, như hôm vừa rồi các bác xem cái phim đi bắt cá suối đấy, tôi ăn uống khổ lắm. Ăn cơ bản là thiếu chất, cá rất là nhiều nhưng ăn thì mỗi cá không đủ chất đâu. Ăn uống thiếu chất nhưng rất là mệt. Người yếu hay mình đi nó chỉ có rắn chắc lại thôi chứ nó không tăng cân được đâu. Anh em ai cũng thế thôi mà. Ăn đi. Ăn xong thì tí nó bố dọn. Con đi đổ xương xong là bố cất cái ấy cái đi. Ngon nhỉ? À. Nào có làm nữa không? Cái này có ăn được không bố? Cái nào? Hạt này này. Ăn được hết chứ con? Trong cái này có cái gì ăn cái đấy, chỉ bỏ xương lại thôi con. Thôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành cùng hai bố con tôi suốt từ trưa đến giờ. Hai bố con lịch suốt từ 12 giờ trưa bây giờ là 5 rưỡi chiều đấy mới xong. Tôi cũng muốn làm một vài cái video về hướng dẫn cách sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, cũng như là các bác sử dụng sản phẩm thì biết cách sử dụng sản phẩm nó chuẩn nhất, mà thứ hai nó dễ dàng cho các bác. Còn đối với các sản phẩm về tâm thất ấy, thì mời các bác, một là các bác đặt hàng trực tiếp trên website hoavanfood.com hoặc là các bác qua cửa hàng để lấy trực tiếp. Các bác mua những củ này mà ngại xay thì có thể xay tại cửa hàng luôn, hoặc các bác có thể mua về các bác tự xay ở nhà, mang ra hiệu nào đấy các bác xay nhá. Chứ còn cái link về sản phẩm thì các bác kích trực tiếp lên cái nút cạc ở trên video này hoặc là cái phần mô tả dưới video là có. Bây giờ tôi đi dọn dẹp cho cu con đã, nó ăn xong rồi. Hôm nào bố làm cho con to gấp đôi nhá, nó to nhá. Hay đợi đến tháng 6 lên trên bản thì bắt gà cho bác thêm làm nhá. Ok.